Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Danny Official của mình nha. Hôm nay cùng mình khám phá xem gia đình mình mua cái gì ăn ở Lotteria nè. Bé Na con dì hai mình là chủ đạo gà đấy luôn á các bạn. Nói chung là tất cả các loại gà nó đều thích ăn. Mình á thì lâu lâu ăn thôi chứ ăn nhiều mình cũng không có hảo lắm. Bây giờ cùng mình khám phá xem mình mua cái gì cho bé Na, mình với lại dì hai mình ăn nha các bạn. Ta nói mua có mấy món mà sao lấy ra hoài mà vẫn chưa hết cái bịch luôn. Đây là ly Pepsi ở trong một cái combo mình mua 83 ngàn thì gồm có hai miếng gà nè, một phần khoai tây với lại một ly Pepsi đó là 83 ngàn nha. Bình thường á thì mình hay mua thêm gà viên nhưng mà một phần ba mươi mấy rồi có phần thì năm mươi mấy có mấy cục à. Lần này mình thấy có bán cơm gà viên nè, mình có hỏi bên nào nó có ăn không thì nó ăn một phần là 45 ngàn gồm có cơm nè rồi xà lách với lại mấy cái rau rồi có thêm một cái trứng nè với lại một đống gà viên sốt luôn. Tiếp tục khám phá coi cái hộp bự chà bá này có cái gì nha, thì có một cái phần khoai tây nè với lại hai miếng gà, thì mình ghi là lấy đùi với cánh, người ta cho một cái cánh và một cái đùi. Các bạn đặt trên app á ghi chú lại là mình lấy cái nào á thì ở bên quán sẽ đưa cái đó, còn lại mua á thì bình thường là mình thấy toàn là cho má đùi là nhiều không à. Cái phần đó với cái ly nước hồi nãy là 83 ngàn nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử một cục gà viên sốt trong cái phần cơm của bé Na xem thử nó như thế nào nha. Thì mình thấy gà mới vừa chiên nè, nó rất là mềm luôn, mà cái sốt nó mặn mặn ngọt ngọt rất là vừa ăn. Bé Na nó nói là cơm rất là dẻo luôn nha, nó thích ăn cái phần ở bên đây nè, 45 ngàn thôi mà có gà có trứng có cơm nữa. Nói chung là ai mà nhân viên văn phòng có thể đặt cái món này ăn rất là ổ mát luôn á. Còn đây á là mực khoanh vòng nha các bạn. Đợt trước á mình mua cái khoanh nó mỏng lép mà nhỏ xíu à, đợt này không biết sao người ta làm bự chà bá luôn mà mới vừa chiên nóng hổi ngon gì đâu á. Ba miếng hình như là 25 nghìn, còn các bạn mua 5 miếng á thì có 35 nghìn thôi, là nó sẽ tiết kiệm hơn. Ở đây mình thấy có cá nâu ghép nữa mà hôm nay mình không có đặt cá nâu ghép, mình chỉ đặt mực vòng thôi, hai phần mỗi phần 35 nghìn. Khoai tây á thì không có được giòn cho lắm, hơi bị yếu nhưng mà ăn cũng ổn. Còn cái gà hôm nay làm sao mình không biết là cái người bán giận người yêu hay sao á, mà cái bạn đó làm chiên gà mặn chát à. Mình với dì mình thì chia nhau một cái cánh gà, còn cho Na nó cái đùi. Lúc đầu á thôi là mình chấm chút xíu tương ớt thôi á, mà thấy nó mặn chát rồi, lát mình ăn không mình thấy vẫn mặn như các bạn. Các bạn có thể lên Shopee Food tìm Lotteria chi nhánh gần nhất với các bạn đi đặt nha. Cái này nguyên tổng ăn chưa tới 200 cành nữa. Rồi tiền ship á thì các bạn nếu mà có mã giảm giá thì sẽ được free ship, còn không thì sẽ bù thêm ship nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.